Ta đa xong tiên là na có xong bằng bàn bàn đây bàn giang lũng bạc thấy đấy ạ à, của sao bạc luôn này vì chẳng lại đó kê và nắng ngại nhôm này lưu vừa khấu chẳng ngại nhôm mẹ nói nhôm đó được sống không ai dớn ta khấu bờ bà chỉ non lục ta bờ bốt ta lục ta mùi khấu ngọt ở ly mà cơ câu mẹ nói nhôm thì chẳng lại đó kê chẳng tay chẳng sao mày nó chẳng ạ à, của sao nó vừa ruộng khuyến chẳng tay sắp tay bơ bô tăng khai dù tư đồ hốt đào rằng buồn khai đập ngày đào phê thử cao bọn ai ta côn đang cao tê bố tăng bị côn mà cao cứ thả xong bây kìm bàn xót đó là phê cao máu rút riêng khó phi mà nút thoa mặt đá nắng không còn phi thoa mặt bát lục thai chẳng ta khó phi mà nút thoa mặt đá bay xong say ta bay nụ dưỡng chấm đó là bay quát khó phi mà đúc thơm mà đá đất đuôi bay cả tứ một đậm chúng mong mà nụ dưỡng thơm mà đá mọt mà nụ dưỡng thơm mà đá chấm ta là quát khó phi mà đúc thơm mà đá xong say mọt đừng quát một đậm thì chúng mong nó ngán một đậm dưỡng đậm đấy mà ta khó phi mà đúc thơm mà đá chất ban này ta cọ lên giấy mẹ nói nhôm nó xong để than chân tóc bài bà cọ lên giấy cao hết hai kể từ xong chỉ cọng nhôm sọc năng niên năng bay côn từ chỉ môi kê chỉ cọng năng ạ xong ọt bàn sọt mẹ nè khởi côn niên năng khai chứ khai côn đi gọc play mục khó kê chứ à cọ và cọ mà lấy à nó bị phật cái mà bị bẹp chì cái thơ tiến đắng nhổ chẳng nhóm cái thơ ấy thơ ta còn bẹp kê na nhóm đó nhóm che bẹp vậy à che bẹp vậy mới về thoáng mới đây bẹp với tàng tu mà còn tàng khừa này còn ba nô bẹp kê sầm lọc kê nó đai lấy đai đá vấn đề nát là xuống trái vấn đề đai đang đặt đai là à rương thơ mà đai chân mình ấy tê và hướng bòn ôn ai liền sao nhọ khnề về khnề ấy đấy nè ta còn về chơi cái à cái bông thơ món này cái đan mè cro lư lư này chọn cái kê sầm lọc mà sao đau hổ món này ý chọc mò nà đó bàn bà cạch bật mì cổ đó lòng ơi lòng sợ mạng chăng ạ à. À. Mục ở của nhau hay mà lúc ta mục thì nhớ ra có ai mẹ nấy nhau mục ở của nhau nhau hay à mục của nhau hay chẳng bơ hôm nay cho sợ bọc sợ bôn thoáng à hôm nay nó vừa cạch thoáng.